Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Các quan chức cấp cao Nga hôm 16 tháng 6 cho biết, thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen không thể được gia hạn trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng Moscow đang nỗ lực để đảm bảo các nước nghèo sẽ không bị thiếu lương thực khi thỏa thuận này kết thúc. Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đặt mục tiêu mở rộng năng lực xuất xưởng xe tăng, pháo nhiệt áp TOS-1A khi thăm nhà máy quốc phòng ở tỉnh Om. Năm tháng đầu năm nay, số người di cư vượt biên qua Địa Trung Hải đến châu Âu đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Máy bay chở đội cận vệ của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trên đường đến Ukraine bị kẹt ở sân bay Ba Lan vì bị cho là chở hàng hóa nguy hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu bên lề diễn đàn kinh tế St. Petersburg, người phát ngôn Thượng viện Nga Valentina Matvienko nhấn mạnh, không thể cập nhật thỏa thuận ngũ cốc trong những điều kiện này, và cũng không thể gia hạn vì giới hạn của sự kiên nhẫn và mong muốn thực hiện đã cạn. Bà Matvienko cho biết thêm Nga sẽ tìm kiếm các định dạng khác để đảm bảo rằng các nước nghèo không phải chịu sự sụp đổ của thỏa thuận ngũ cốc, trong đó Nga sẵn sàng đón nhận mọi đề xuất và các cuộc đối thoại hợp lý nhưng không gây phương hại đến lợi ích quốc gia. Tháng 5 vừa qua, Nga đồng ý gia hạn thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen cho đến ngày 17 tháng 7, với điều kiện nhận được sự giúp đỡ trong xuất khẩu lương thực và phân bón. Tuy vậy, hôm 13 tháng 6, Tổng thống Putin thông báo đang xem xét rút khỏi thỏa thuận này vì phương Tây lừa dối về những lời hứa sẽ dỡ bỏ các rào cản đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Dự kiến Tổng thống Vladimir Putin sẽ thảo luận về số nội dung của thỏa thuận ngũ cốc và các vấn đề khác với phái đoàn các nhà lãnh đạo châu Phi tại Moscow vào ngày 17 tháng 6. Các nhà lãnh đạo châu Phi cũng đã có mặt ở Kiev để thảo luận tìm giải pháp khả thi nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 16 tháng qua. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 16 tháng 6 kiểm tra tiến độ thực hiện đơn hàng sản xuất khí tài ở một nhà máy quốc phòng tại tỉnh Om, cũng như quá trình chuẩn bị vũ khí tại kho niêm cất để chuyển tới khu vực tham chiến của lực lượng Nga tại Ukraine. Bộ trưởng Shoigu yêu cầu giới chức nhà máy tuân thủ tiến độ sản xuất đề ra, cũng như tiếp tục mở rộng năng lực chế tạo xe tăng và các hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng để đáp ứng nhu cầu của binh sĩ tại tiền tuyến, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Video do truyền hình quốc phòng Nga công bố cho thấy dây chuyền lắp ráp xe tăng chủ lực và các toa tàu hỏa chở hàng loạt xe tăng T-80BVM, cũng như lượng lớn pháo cối và pháo tự hành ở một kho niêm cất tại Om. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hồi đầu tháng nói rằng nền công nghiệp quốc phòng Nga đang thể hiện những số liệu ấn tượng với các khí tài quan trọng như xe tăng và đạn pháo. Chỉ trong năm nay, ngành công nghiệp của Nga đã xuất xưởng hơn 600 xe tăng, ông nói. Các phát biểu được đưa ra trong bối cảnh quân đội Nga củng cố phòng tuyến để đối phó chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine, cũng như duy trì đà tấn công ở nhiều khu vực thuộc vùng Donbas và tỉnh Zaporizhia. Giới chuyên gia phương Tây nhận định khi phát động chiến sự, Nga đã điều khoảng 3.000 xe tăng trong biên chế tiến vào Ukraine, chủ yếu là những mẫu hiện đại. Tuy nhiên, khoảng 2.000 chiếc trong số đó đã bị phá hủy hoặc bỏ lại trên chiến trường. Phần lớn thiệt hại về xe tăng của Nga chủ yếu do chiến dịch tiến công bất thành nhằm kiểm soát Kiev hồi đầu xung đột, khi các đoàn xe Nga bị ùn ứ và liên tục bị Ukraine tập kích. Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, RUSI, gần đây nhận định lực lượng thiết giáp Nga đã rút được nhiều kinh nghiệm, điều chỉnh chiến thuật và áp dụng hàng loạt cải tiến để thích ứng với thực tế chiến trường Ukraine. Năm tháng đầu năm nay, số người di cư vượt biên qua Địa Trung Hải đến châu Âu đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Frontex, cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển của Liên minh châu Âu, EU, cho biết trong năm tháng đầu năm nay, số người di cư vượt biên qua Địa Trung Hải đến châu Âu đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Frontex, trong thời gian này, hơn 50.000 người di cư đã vượt biên qua tuyến đường Trung Địa Trung Hải để vào EU. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2017. Cơ quan này cho biết, Địa Trung Hải vẫn là tuyến đường di cư chính vào EU, chiếm gần 50% số người nhập cảnh bất hợp pháp vào khu vực kể từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, tổng số người di cư tìm cách vào các quốc gia EU qua các tuyến đường đã tăng 12% so với một năm trước. Chuyến đi của đoàn lãnh đạo châu Phi đến Ukraine gặp khá nhiều trở ngại, trong đó có việc máy bay chở đội ngũ tháp tùng, gồm cận vệ của Tổng thống Nam Phi, các nhà ngoại giao, nhà báo bị chặn ở sân bay Sopang, thủ đô Warsaw, Ba Lan hôm 15 tháng 6. Theo cơ quan xuất nhập cảnh Ba Lan, đội ngũ an ninh của ông Ramaphosa không được phép mang những vũ khí này lên máy bay. Bộ Ngoại giao Ba Lan cũng cho biết máy bay mang theo những vũ khí nguy hiểm mà các đại diện Nam Phi vốn không được phép mang lên khoang. Ngoài ra, trên máy bay còn có sự hiện diện của những người mà Ba Lan không được thông báo trước. Đại diện sân bay, ông Piotr Rutsky, cho hay các hành khách trên máy bay sau đó được phép rời máy bay với điều kiện không được mang theo vũ khí cho đến khi giới chức Nam Phi hoàn tất các giấy tờ theo yêu cầu. Vụ việc đã kéo theo căng thẳng giữa Nam Phi và Ba Lan. Vincent Maquenya, người phát ngôn của Tổng thống Nam Phi, nói, chúng tôi vô cùng lo lắng trước những gì họ đã trải qua. Ông Wally Rut, người đứng đầu cơ quan an ninh của Tổng thống Ramaphosa, cáo buộc họ đang cản trở chúng tôi, đặt tính mạng Tổng thống của chúng tôi vào tình thế nguy hiểm.
Đoàn gồm 6 lãnh đạo châu Phi do Tổng thống Ramaphosa dẫn đầu trong tuần này đã bắt đầu thực hiện sứ mệnh hòa giải xung đột Nga-Ukraine. Ngày 16 tháng 6, họ đã hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận các sáng kiến hòa bình tại Kiev. Họ sẽ tiếp tục đến Nga và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin vào hôm nay. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.